Sáng chủ nhật hôm nay mưa, mình bẻ vải bán. Tuy nhiên là trời mưa cho nên bẻ khá muộn, làm hai sọt nhỏ. Hôm nay mình thử đi bán trực tiếp bán chợ điểm cân xem như nào. Vải cơ bản giá ổn định nhé, chắc chỉ đắt cái mỗi hôm nọ thôi, còn thứ 35 thôi. Tức là không bằng bán lẻ ở nhà. Buổi sáng hôm nay là buổi sáng ngày 19 sao nhỉ? 19, tức là ngày 12. 19 tháng 5, ngày 12 tháng 4 là ngày chủ nhật, cho nên là mình bẻ hai sọt vải đi bán. Thì giá hôm kia, nhỉ, hôm qua, hôm kia là giá đỉnh điểm, giá cao chót vót. Thì hôm qua nhiều anh em đã than thở là giá xuống, nhưng mình nghĩ đó giá ổn định các bạn ạ. Còn giá đầu như thế thì một số chị em buôn họ bảo là ai xô nhau lấy, cuối cùng họ không bán được cho nên họ phải xuống, và nhiều người không lấy hàng nữa. Thì năm nay có đặc điểm là vải Thanh Hà với vải bưởi Thiều mất mùa, cho nên chúng ta cứ bình tĩnh, giá mình nghĩ cứ trên 30 là ổn rồi. Thì hôm nay mình bán có 35 thôi, mình bán có 35. Thì ở nhà mình quay trước, sau đến hiệu trả giá xong mình cũng quay, và vào quay vài giây nhưng không ngờ không quay, bấm nút chụp ảnh. Như giá 35 mình bán ở đâu nhỉ, ở cái cổng ủy ban nhá, cổng ủy ban của Giáp Sơn, giá 35 thôi. Thì mình xem trong sổ người ta thì là từ 28 đến 35 là cao nhất, hàng của mình là hàng mặt. Thôi cũng được các bạn ạ. Cái trên 30 cũng cảm giác là làm tạm. Thôi mình dừng video nhé. Cảm ơn các bạn xem video. Bây giờ mình về mình lắp ghép những cái video ấy, làm một video.